Xin chào tất cả các cô chú, xin chào tất cả các quý anh chị, bạn bè nhà mình nha. Đây như trước màn ảnh nhỏ của nhà mình là khu tiểu cảnh của khu Flora. Đây dành cho cư dân toàn bộ của Flora và E-Home. Như mọi người cũng đang nhìn thấy là khu đi bộ nè. Có các cô chú đang chăm sóc tiểu cảnh nè. Rồi khu để cho chúng ta nghỉ mát nè. Ở phía bên này thì có khu để cho chúng ta ngồi để chúng ta thưởng lãm cà phê, trà sữa đó. Và hiện tại như cả nhà mình cũng đang nhìn thấy là có rằng dây rào để triển khai dự án mới nhất luôn. Panorama 1 cho cả nhà mình cùng xem nha. Vị trí là ven sông. Và đây là quảng trường. Đây là Panorama 2 và 3. Đó thì rất là hy vọng cả nhà mình xem thấy video này có thể nhận xét và có những cái góc độ đánh giá. Bên cạnh đó thì cả nhà mình cảm thấy dự án này nó phù hợp với nguồn tài chính của mình thì có thể liên hệ kết nối với Châu, đặt niềm tin tưởng. Thì Châu rất là hy vọng mọi người sẽ booking. Số tiền booking là 79 triệu đồng, số căn thì chỉ gần 500 căn thôi. Đó, và đây cho cả nhà mình được xem là công trường đang hoạt động hết công suất để triển khai cho cái khu tiểu cảnh và ven bờ hồ để cho cư dân của chúng ta đi dạo cho khu Panorama ha. Đó thì bên đó là sẽ là khu biệt thự và khu căn hộ Panorama. Và mọi người đang cố gắng để tích cực xây dựng cho xong thì sẽ triển khai mở bán vào giữa tháng 4 năm 2022. Rất là hy vọng tất cả các cô chú, tất cả các bạn bè sẽ nhìn thấy video này và cảm thấy nó phù hợp với nguồn tài chính của mình thì có thể liên hệ để Châu booking cho cả nhà mình nha. À, thêm một thông tin nữa là Flora thì cao tầm khoảng 20 tầng. Còn đối với Panorama thì chỉ cao có 14 tầng là cao nhất thôi nha. Đó thì số lượng căn hộ là chỉ gần 500 căn thôi, cho nên là số lượng rất là ít, cho nên rất là phù hợp với những anh chị mà có những nguồn tài chính để chúng ta có thể sở hữu cho mình một căn để ở hoặc là mua để cho thuê. Thì đối với cho thuê thì chúng ta có thể mua căn studio hoặc là một phòng ngủ thì cho thuê rất là dễ dàng, bởi vì bán kính để di chuyển tới trung tâm quận nhất thì chỉ có 8 cây, qua trung tâm quận 7 thì chỉ có 4 cây và về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có 11 cây thôi. Đó thì đó là những cái khảo sát của Châu. Rất là hy vọng và cảm ơn tất cả các quý cô chú, các anh chị bạn bè đã xem video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở nhiều video khác nữa nha.